Mới đây, Viettel Startup đã chính thức cấp phép thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị định 38/2018 của Chính phủ và trở thành một trong ba quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết được công bố trên website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Được quản lý bởi đội ngũ chuyên nghiệp đến từ RinCap Investment, công ty quản lý quỹ nằm trong top 50 thương hiệu uy tín châu Á Thái Bình Dương năm 2019. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi thành lập, quỹ đầu tư Viettel Startup đã rót vốn hơn 4,5 triệu đô la Mỹ vào 15 startup với tổng giá trị các doanh nghiệp lên đến 100 triệu đô la Mỹ và có một số doanh nghiệp chuẩn bị được niêm yết. Sứ mệnh của Viettel Startup là ươm mầm cho 10.000 startup Việt vươn ra thị trường công nghệ toàn cầu. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã hoàn thành việc rót vốn vào hơn 15 doanh nghiệp và có một số doanh nghiệp đã trở nên có lợi nhuận và một số doanh nghiệp là chuẩn bị được niêm yết. Và định hướng tương lai của chúng tôi đó là hỗ trợ 10.000 startup ở tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực về công nghệ, áp dụng các công nghệ cao như công nghệ AI, công nghệ tự động hóa, công nghệ blockchain để có thể vươn ra được thị trường quốc tế. Mô hình độc quyền mẫu hạm khởi nghiệp lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, đối tác chiến lược từ Canada là Empower Startups, tạo điều kiện cho các founder Việt chinh phục thị trường toàn cầu. Chính sách chia sẻ cổ phần quỹ đầu tư với các startup được xác định là ba giá trị khác biệt mà Viettel Startup đem đến cho các startup Việt.